Hello, chào mừng anh em đến với một tựa game mới trên thoại di động nhá. Nhưng chủ đề game hay nhất về gà. Và mình là Chicken Gaming đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game bắt gà nhá đây. Thử thách của chúng ta là bắt những con gà này vào trong đúng chuồng của mình nhá. Vì là lần đầu chơi nên rất còn nhiều bỡ ngỡ. Con gà của mình đâu? Đây à? Cười lắm các bạn đây. Lần đầu chơi nên là chưa biết cách bắt gà đây. Cứ giơ hai ngón tay chụp chụp đây, trong khi những người khác nó bắt hết gà vào chuồng của nó hết rồi. Chắc phải đợi những ván sau thì khi đó mới đầy đủ hết được. Lần đầu mình bắt gà mà ơi. Trò chơi bắt gà cực kỳ hay luôn. À chuồng của mình đây. Này vào đâu nhỉ? Đã thả được một con rồi. Chúng ta có thể cướp được gà từ chuồng khác bỏ vào vườn chúng ta. Hết thời gian thì bắt đầu bắt gà này. Một con. Mình hôm nay mình sẽ đóng bà giả thằng áo xanh này nhá. Một con rồi, bắt chưa? Bắt đi. Đâu rồi? Đấy, bỏ vào chuồng của mình. Chúng ta có thể bắt gà tại sân hoặc có thể nhảy vào chuồng người khác cũng ăn phồng gà nhá. Đây, mình thì vụt xa quá rồi. Mình sang chuồng mình, rồi rồi, vào chuồng rồi. Tiếp tục bắt gà vào chuồng nào. Đấy, sao ăn trộm gà của người khác luôn. Đưa vào chuồng của mình. Đấy, mình đang hiện tại đang 3 con này. Hy vọng nó không có thằng nào ăn trộm gà của mình hết. Bọn chúng ăn trộm gà được kìa. Chục nào, bắt nhanh lên. Hai. Đấy. Ăn trộm gà thôi. Ăn trộm gà của người khác. Cực kỳ máu liều đấy. Bỏ vào đó. Không cần phải trộm, không cần phải bắt ngoài kia làm gì, ở trong này ai bắt được là mình cứ bắt cả trộm luôn. Có vẻ như chục vẫn chưa quen à. Nhảy vào bắt lấy con gà nào. Ha ha, một con bỏ vào chuồng. Nó bắt được con nào là mình sẽ bỏ sang chuồng của mình con đấy. Đấy. Ơi, hút trong vào chuồng luôn rồi kìa. Ngáo luôn. Một con này, con thứ hai rồi này. Anh nên khá nhanh nhau trong việc bắt trộm gà. Chết bà, tụi nó vào phòng của mình ăn trộm gà đây. Bắt đi nhanh lên. Nó vào nó ăn trộm hết gà rồi kìa. Đấy, nhảy qua. Ơ, tự nhiên thì vụt gà ra chuông kìa. Ban đầu 3 con bây giờ nó lấy hết rồi. Chết bà củ nó đây. Thua rồi. Một con này. Hôm nay mình sẽ làm trùng đỏ nhá. Ăn trộm nó nhiều vào. Chẳng lấy trộm con này của thằng này. Đấy, ăn trộm vào thằng màu vàng này. Hai con. Thằng áo kia nó sang ăn trộm kìa. Ít quần ba cho nó chứ. Phải lấy lại mới được. Đấy, thằng màu vàng này không bao giờ nó hơn mình được đâu. Trời ơi, đây con gà nào thì... Nhảy qua bỏ vào. Một chú em. Tiếp tục.
Nó chơi rất vui nhộn nhát, tranh cướp bắt gà của nhau. Nói chung chuồng ngoài để không cẩn thận là nó sao vào, nó hút hết luôn. Là sao bị bắt hết rồi, bắt luôn. Đấy. Hình như chuồng mình chưa thằng nào ăn trộm rồi, thằng xanh nó vào ăn trộm rồi. Tổ sang toàn trộm nó. Cực kỳ là hài hước. Đấy, bắt hết đi, mỗi thằng một con, cướp hết của nó đi. Ma gà của tao mà cứ thích ăn cướp. Mày ăn cướp của tao à, ăn cướp lại. Quả này cứ một thằng một con là nó hết, lấy hết gà của mình luôn. Còn 8 giây nữa kìa. Này sang lấy hết đi. Nhanh nhanh nhanh. Một mình là màu xanh nhá, đây. Săn trộm. Ăn sẵn cái này thì mau hoàn thành thôi. Cũng không cách được mà, cuộc sống mà. Tiếp tục nào. Cái chuồng thằng màu đỏ này phải lấy hết của nó mới được. Đấy. Nó ăn trộm của mình, bây giờ mình lấy lại thôi. Công bằng mà. Để nhắm tới cái chuồng thằng màu đỏ thôi. Ở lần trước thì nó đã lấy trộm của mình, hôm nay mình sẽ lấy lại của nó hết. Đấy, lần này là thành màu đỏ đây. Bỏ vào đây. Nhanh tay lên. Thì cho vào càng nhiều càng tốt. Hai con, tiếp tục. Giờ biết chơi rồi thì càng ngày càng nhặt nhanh hơn nha. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, cứ nhặt hết đi. Ba con, tiếp tục. Sang bên này thì nhặt cho nhiều vào. Ba con này. Mẹ mấy thằng mất dạy có sang phòng của mình mà cướp. Tao lấy hết của mày luôn. Ăn cắp của tao sang này lấy hết ba con. Đấy, cái thằng màu hồng này này dám ăn cắp của tao này. Lấy hết gà của chúng nó luôn. Rồi chúng nó không còn đường lùi nữa. Ba con này. Tiếp nào. Thằng này còn con cuối cùng. Trời ơi hết rồi. Họ lên. Trời ơi, lấy hết gà của mình rồi. À, mày này, bỏ vào đây. Xong rồi chưa? Ô mày bỏ vào. Còn tranh nhau làm gì đây? Ngáo hết rồi. Bỏ vào đây, bắt bỏ vào. Trời, được một con mà xây mãi. Đấy, thằng hồng nó lấy hết gà của mình rồi. Nhảy qua là cướp lại. Lần của Linh này mà trò chơi cực kỳ rất là vui nhộn nha. Trò chơi quá là vui nhộn luôn. Này vào đi. Sam lấy hết của mình rồi. Mẹ mới đang của Linh. Thua mẹ nó rồi. Thua luôn. Mẹ mới thằng ăn cướp nhảy vào đây. Một con. Ăn trộm của thằng này. Rồi ăn trộm kìa. Mau lên. Quá nản luôn. Này bỏ vào đó. Đấy. Tiếp tục bỏ vào tiếp. Ôm hết của chúng nó và bỏ thằng của mình. Cái mẹ chúng nó nghĩ gì, mau lên đi. Hai cái rồi. Tiếp tục nào. Bỏ đi. Còn được con nào là nó sang nó cướp hết. Để thằng chơi thôi rồi, 4 con rồi, thằng này 4 con rồi. Hello.